muôn quân đang rêu lửa khói tung ngập bầu trời. Thân trai ra đi nơ nước đôi vai gánh nặng, buồn chi cách xa vì ngày mai sẽ không xa. Hôm nay anh đi vì muốn duyên. Trước mắt các bác và anh em, anh Nguyễn đang giới thiệu về một mẫu đẩy siêu mạnh, siêu khủng và siêu VIP đến từ thương hiệu Eden Bro và có một đen là BA 2.15. Thì đây là một mẫu đẩy hai kênh đưa ra công suất thật là 1.500W một kênh, đánh ở trở kháng 8 ohm. Nếu như bác chơi ở trở kháng 4 ohm thì là trên 2.000W một kênh. Do vậy con đẩy này có thể chơi được tất cả các dòng loa có công suất lớn nhất và từ to nhất, họng to nhất tại Việt Nam. Ví dụ với con đẩy này có thể bác chơi được những dòng súp kép có cái từ lớn như 280, họng 125 về súp kép đó nhá. Hoặc là những dòng loa như là 4731A, 4733A, 725, 738. Đấy là dòng full đó nhá. Qua cái thời gian mà làm thực tế thì em thấy đẩy này ấy, nó đánh cực kỳ hay ở các dòng như là loa súp và loa full. Đặc biệt loa súp thể hiện được cái uy lực, cái sự mạnh mẽ, cái độ sâu sắc của giải bát. Còn loa full ấy thì nó đánh được tất cả các giải nhá, từ giải bát, giải trung, giải tép, có thể nói đưa ra một cách mà tròn chỉnh, sâu sắc và chi tiết. Thì cái mẫu đẩy này thì bên em đã làm cái đây khoảng tầm được gần 2 năm nhá, gần 2 năm. Thì hôm nay mới có thời gian em sẽ lên sóng và giới thiệu chi tiết tổng quan về mẫu đẩy này. Thì bác nào có nhu cầu sử dụng về hàng đẩy này thì liên hệ với em theo số điện thoại 0936 583 110. Thế tại sao bên em phải cung cấp những dòng đẩy này? Vì bên em hay làm những dòng loa lớn. Bởi vì những dòng loa lớn ấy, để mà khai thác được triệt để chất âm của nó đưa ra ấy, thì bên em phải biết tính toán, biết phối ghép làm sao nó hợp lý về giá thành, hợp lý về chất âm, hợp lý về độ bền. Thì đây những mẫu đẩy đã được thử nghiệm và trải nghiệm rất nhiều trong công trình em làm rồi. Có thể quan sát này, đầu tiên là về thiết kế nhá, mặt nó rất là đẹp luôn, nó là hai tay xách liền đấy, hình bo tròn rất bắt mắt luôn, sơn màu đen, sơn tĩnh điện và có hai cửa sổ thông khí phía trước để hút gió nhá, và hai chiếc áp tinh chỉnh cho hai kênh đấy. Tất cả kênh này đều có cái thông số báo chỉ số dB nhá, có đèn clip này, đèn protect bảo vệ và mô đen là BA 2.15 đấy. Về thiết kế phía sau của nó như sau đây, anh em có thể quan sát con này rất là đẹp luôn nhá. Em thích mô đẩy và sao nó hỗ trợ cho anh em tất cả các đường vòng ra. Đầu tiên là về vấn đề hỗ trợ cổng cắm vào thì nó có cả cổng cho rắc ca lông cái nhá, mà được tức là khi bác cắm từ van xuống thì cắm hai lỗ này đấy, hoặc là hai lỗ cạnh này, bác muốn linh ra thì bác phải linh từ cái lỗ này sang con đẩy khác, hoặc bác cắm ở đây cũng được, không sao cả nhá. Lỗ này nó là một, để thường là người ta cắm lỗ này và lỗ này vào cho hai kênh và linh ra là hai cái này sang đẩy khác đấy, hoặc là bác linh cái này sang cái này được. Và nó có chế độ quánh như là stereo này, ba leo này, rồi là stereo ba leo và bridge, mà có chế độ nhạy khác nhau. Ví dụ như các bác gảy lên cái số 5 lên thì đánh chế độ là 1.0, còn bác gạt tất cả số này đánh chế độ là 0.775 và 1.0, tức là chế độ sensitivity ấy, chế độ nhạy điện áp ấy cho đẩy bác nhá. Thì cái này nó thiết kế đầy đủ như các hãng đẩy khác, tức là ba leo này, stereo này, bridge này, rồi có các độ nhạy khác nhau, điện áp như là 0.775 rồi là 1.5, 1.0 vân vân. Đấy, đường vào hỗ trợ bác là dần ra rắc lưu trích, lưu trích nhá, và rắc kẹp rất tiện dụng nhé, lưu trích và rắc kẹp. Bạn nhìn chưa, cực kỳ chi tiết sắc nét luôn. Đấy, một mẫu đẩy đến từ Mỹ. Đấy là về thiết kế luôn nhá. Bây giờ em sẽ quay toàn bộ cái nội thất của nó, toàn bộ nội thất để các bác có thể lắm được cái nội thất này. Đấy. Thì về nội thất bác nhá, nó sử dụng cái dòng này là về khối nguồn ấy, khối nguồn nó là nó sử dụng size 3U rất to nhá, được bọc một cách chắc chắn thương hiệu Eden Bro, được dán luôn ở bên áp đấy, và tất cả các bối dây từ bên áp ra đều quấn một cái băng dính đen này, rất đẹp và gọn gàng cho các cái bối dây luôn ạ. Và cái này sử dụng là tổng số là 1 2 3 4 8 tụ lọc nguồn bác nhá, 8 tụ lọc nguồn to và cao đấy. Cái thông số nó rất là lớn bác này, cái này nó điện áp ra chịu được là 100V,
và lọc ở 15.000. Tức là tất cả những cái đẩy đấy mà nó đã chịu đựng được cái đẩy tụ đó nhá, mà 100V thì tiếng rất hay, dòng lớn đó nhá. Đấy, cái này đánh cả dòng áp luôn. Có các cái dơ le bảo vệ nguồn và có các cái tụ bảo vệ điện áp cao. Đấy, là sử dụng là 4 điếu chỉnh lưu để cung cấp cho 2 mô công suất làm việc như này. Cái khối nguồn nó chiếm gần như là 2/3 máy rồi. Do vậy là cái nguồn này gọi là nguồn nhà giàu nhá, tức là không bao giờ sợ tụt áp, thiếu áp với dòng này này. Luôn luôn cung cấp đủ cho âm thanh ra một cách đều đặn mà nhá. Đấy, 4 con gió, 2 con gió hút, 2 con gió đẩy để làm cho công suất này luôn mát và sò làm việc luôn ở trạng thái tốt nhất mà nhá. Và bác nhìn có thể dàn sò này, em đếm cả bù áp, cả sò khuếch đại và khích thúc quá nhá. 1 này, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19. Gọi 20 20 40. 40 80. 80 bác nhá. 80 gì? Trừ đi 4 thì nó còn là 76. 76 bác nhá. 76 con sò. Vừa là công suất, vừa là bù áp, vừa là sò thúc. Thì nhiều bác hỏi cái mạch này mạch gì? Thì xin thưa bác, đây là mạch class class H bác nhá. Mạch class H là một trong mạch, tức là nó đánh cho dòng loa cực hay, kể cả là full và sub, tức là nó tự động điều chỉnh điện áp. Khi bác chơi loa ở công suất vừa thì nó sẽ ra mức áp vừa. Khi bác chơi maximum thì nó ra kịch công suất luôn. Do vậy là không bao giờ nó lóng sò lóng xếp bác. Đấy là cái nguyên lý làm việc của mạch class H bác nhá. Em rất thích cái dòng class H mà kiểu cắm chân này, độ bền cao, âm thanh hay, chặt chẽ, đánh súp hay, đánh phụn hay. Giờ mời bác nghe một bản nhạc này. Và em báo giá luôn với nhá, con này là có giá là 17 triệu. 17 triệu nhá, mới test, hàng chính hãng và bảo hành 1 năm. Tất cả nó chạy sò LGVK bác nhá, sò cao nhất bây giờ và tốt nhất bây giờ. Tất cả dòng đẩy như lắp lúc bình hay là phô sốp ạ, nó đều chạy sò LGVK bác nhá. Của Mỹ. Tôi yêu người mà hay. Sống lâu rồi. Hay lắm, hay câu nhá. Hãy cố yêu người mà sống lâu rồi đời mình cũng qua. Thì với mẫu đẩy em thì mua đồ nhá, em đang phân phối với 3 mã, một là mã 2 kênh BA 2.15 để đánh dòng loa full kép, sub kép các nhá. Cái này có thể là full 30 các bạn không cần đến. Và thứ hai mẫu hai là 4 kênh 4.8, tức là 800 một kênh đánh dòng loa 40-30. Và trong hai là BA 4.13. Đấy, cho là em có 3 mã, một là 4.8 là 4 kênh, hai là 4.13 và 2.15. Mọi khi mua sắm phối ghép các bác liên hệ về số điện thoại 0936 5380. Thế mà quay qua này, đài này có đánh cái dòng loa như là 4733X này, STX bác nhá, 835825, rồi là 4733A, dòng loa như 725 738, tức là tất cả dòng loa hàng lặng đánh con đẩy bác nhá, không chê luôn, cực kỳ chất và hay luôn nhá. Đấy, mọi khi mua sắm lắp đặt các bác liên hệ với em, cái này âm thanh hay, độ bền cao, giá thành hợp lý anh em chơi nhá. Mà nghe đúng không? Em chào bác nhá, chúc bác buổi sáng vui vẻ. Còn người kia sống trong sáng.